ngồi xuống đây nè, vô đồ ngủ với con, đồ ngủ đồ mang giày vô nè, vô đồ ngủ mang giày vô, lên ngồi xuống đây, được chưa? À, giờ mẹ đưa gì vô mới đến trường xong rồi Lily đi qua bên kia lấy váy mới với mẹ Lily nha. Chị Dung đến trường học luôn. Rồi. Đi thôi con, đi. Ờ, đi thôi nào. Để nó đóng cửa nha. Đi rồi đấy. Rồi, đi thôi nào. Rồi. Ly muốn đi quá ha con. Rồi ngồi xuống với mẹ. Nhưng mà nó chưa lên cơ. Ừ. Rồi. Đi đây ôm mẹ lại nào. Đi nha. Xinh quá.
đây hả? Ai có muốn thử luôn hả? Ôi trời ơi, thích quá hả con? Ui, mày thử luôn nha, mày thử quả này cho con luôn nha. Rồi mày cởi ra mày thử cho. Tin 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 tin. Đứng lên mọi người xem nè, vợ thứ hai đây. Trời ơi nó xinh đẹp quá, trời ơi đẹp quá hả con, đẹp quá. Ôi đứng xuống, đứng xuống mọi người xem nè, đứng xuống mọi người xem đây, đứng xuống đây, đứng xuống đi đấy. Trời ơi, đi một vòng xin chào mọi người, đi đi chào mọi người, đi đi. Ôi đi ngựa tới đây, tới mẹ, tới đây mẹ nè. Đây là người xuống, đây người xuống, chào mọi người này, chào mọi người này con, đi đi chào mọi người này, chào, đúng rồi, chào đi con, chào đi con, chào mọi người đi, chào mọi người, chào. Ôi đẹp quá nha, bé đẹp quá. Ôi rồi đẹp chưa, thích chưa? À mày cởi áo ra hả? Thôi tí mày cởi nhé. Sao em ơi, mày làm gì có mấy đẹp đâu mà cởi áo ra làm gì? Mày có thấy mấy đẹp đâu, mấy đẹp của Lily mà. Nào thôi để mày cởi nó ra nha, cởi ra mày giặt cho con nha, nha cởi ra giặt cho con nha, nha. Sao để mày giặt cho con, sao không chịu? Thôi để mày cởi ra mày giặt cho con, không chịu á? Không. Thích quá hả? Nào hả? Sao không chịu, không cho mày cởi? Ôi ôi mặc luôn á, làm sao mày chưa giặt mà mặc rồi? Nó giặt đâu? Trời ơi, cái mặt thôi mặc đi, rồi tí mày thay xong đi, mày cái thích đi nha. Trời ơi, kìa đi 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 vòng vòng nó, đi vòng nó coi. Đúng rồi, cái công chúa luôn á. Ôi xinh quá. Cái máy nó làm gì nữa đây, làm cái gì nữa hả? À đi đi cắt á. Ôi bỏ vào đó cắt hai con. Rồi đây cắt nha. Rồi đẹp quá, đứng lại xem. Trời ơi. À cầm tay mẹ hả? Rồi đi ra đây. Đi chơi lấy gì nữa hả? Úi trời, úi trời ơi. À lấy kiếm làm gì vậy con? Lấy kiếm cho mẹ buộc lại khỏi bị bẩn áo đúng không? Ôi buộc cho con hả? Rồi đêm 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 rồi đúng rồi. Rồi ăn đi. Thế là hết áo đẹp rồi, sao thế mới đẹp được? Đấy. Ngon không ta? Vô hết cả vào miệng thế á. Hả? Cắn. Đấy, mọi giỏi chưa? Nó mà dính vào váy đó con ạ. Chôm chôm này nó không có bị quá nhiều nước đâu nha, mày tháo ra nha nha, nó chịu quá. Rồi gọi ăn đi. Đây mày bóc cho nha, mày bóc quả cho con ăn nha. Con nhồi thế này là được hai trái là đầy hết túi rồi. Đây, bóc vỏ cho con. Để mày bóc ra cho. Ngon quá nhỉ. Đây này. Đấy, bỏ hạt rồi đi nha. Đây mình tắt tắt cái thịt cho con, tắt ra, tắt ra đã. Con nhồi hết vào miệng một lúc là con không ăn được nhiều.
Ngon ta. Đây. Ngon quá. Nữa hả Trang? Nữa hả? Ôi trời ơi, ngon thế. Mình nên làm không bỏ hết vào miệng. Cắn, đúng rồi. Đấy, ăn thế chứ ai mà bỏ hết vào vào túi như thế. Ôi ngon quá nha. Ăn ngon miệng chưa? Như Ly thích chân chơm nha. Đúng rồi, bỏ hạt đi. Nào, không không ấy nha, cắn cho mẹ nha. Đấy. Ngon quá. Ôi trời ơi, trời ơi. Con có hơi dính váy con không nha. Ngon lắm. Rồi hết rồi, thế thôi con nha, no rồi đấy. Thấy nha, để mình cởi ra đó cho con yếm cho con nào. Ôi trời ơi. May quá có cái yếm không bị bẩn cái áo đúng không? Ừ. Đây, cái này lau tay cho. Đây mẹ nè. Lấy cái miệng nè. Trời, đi vào nhà chơi đi. Vào nhà đi vòng vòng chơi thích cái váy đẹp đi con. Đi, đi mẹ nè. Đi con. Đi chơi. Xuống đi đi mẹ nè. Chị ngã đấy.